tiếp đến những cái người mà đang mắc bệnh như là tim mạch hay cao huyết áp thì có thể gây triệu chứng ngay lập tức là tim đập nhanh và có thể gây gây chết ngay lập tức. Vậy nên là đối với lại cái chất này thì người ta là cấm không được phép sử dụng trong chăn nuôi và tồn dư ở trong thực phẩm. Còn đối với lại cái chất vàng vàng ô thì mới gần đây thì chúng ta thấy là việc lạm dụng trong sử dụng trong chăn nuôi để tạo cái màu vàng tươi cho cái thịt gia súc gia cầm cũng như là trứng gà ấy, nó Bộ Nông nghiệp đã tìm được một số cái trường hợp và đã bắt được là sử dụng, và mới gần đây thì chúng ta thấy là Bộ Nông nghiệp đã tìm thấy là ở Đà Nẵng là có trong cà măng. Cái chất vàng ô này là một cái chất cấm không được phép sử dụng trong bất kể một loại thực phẩm nào. Nó có tác dụng trực tiếp đối với lại làm phá hủy ADN, gây ra những, người ta có những cái nghiên cứu là cái tác nhân mà gây ra bệnh ung thư. Vậy thì đối với người chăn nuôi khi đi mua thức ăn chăn nuôi và thuốc kháng sinh ấy, thì người chăn nuôi cần phải để ý những cái thông tin nào trên bao bì sản phẩm để mà tránh mua phải những cái thức ăn chăn nuôi có chất cấm? Thì tất cả những cái người chăn nuôi, người buôn bán hay người sử dụng cái thức ăn chăn nuôi không bằng cách nào khác bắt buộc phải tìm hiểu và phải biết được tên những cái chất cấm này. Bà con chỉ cần lên internet đánh ghi là chất cấm trong chăn nuôi thì các bà con có thể nhìn thấy bất kể ở cái